tốc, động cơ giảm tốc, mi motor xin chào quý khách. Kính chào quý vị, sản phẩm động cơ giảm tốc thương hiệu Minh Motor đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới, rất phổ biến tại Mỹ, Nhật, châu Âu. Giảm tốc đã nhận được chứng nhận chất lượng từ Hiệp hội Kiểm định Chất lượng BSI có trụ sở tại London, Anh Quốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích những giá trị lớn mà động cơ giảm tốc Minh Motor mang lại cho quý khách. Đây là mẫu motor giảm tốc từ 200W tới 11kW, hay còn gọi là 1/4 ngựa tới 15 ngựa. Hộp cực điện dày và chắc, khỏe hơn các hộp cực điện của giảm tốc thông thường. Phần gang của giảm tốc rất dày và đúc bằng công nghệ luyện kim hiện đại, độ bền tới 15 năm. Vỏ gang này nặng hơn rất nhiều mẫu giảm tốc khác trên thị trường. Trục của giảm tốc cùng toàn bộ hệ thống bánh răng được tôi nhiệt luyện tạo độ cứng tuyệt đối. Với nhà máy nhiệt luyện thép lớn hàng đầu châu Á, chúng tôi tạo được lợi ích lớn mà hiếm có giảm tốc nào trên thị trường có thể cung cấp cho quý khách. Quá trình nhiệt luyện thép này giúp sản phẩm làm được việc nặng, vận hành được cả trong môi trường khắc nghiệt. Hiện tại, giảm tốc đang là sự lựa chọn số 1 cho các nhà máy băng tải, máy khuấy, máy trộn, máy nghiền lớn nhất cả nước. Dầu mỡ trong hộp giảm tốc là mỡ Nhật, giảm ma sát, chống mày mòn, hạn chế sinh nhiệt. Vòng bi bạc đạn của giảm tốc được test trong phòng thí nghiệm với quy trình quản lý chất lượng gồm 10 bước để tạo ra sản phẩm có âm thanh vận hành êm nhất có thể. Ba yếu tố kể trên giúp bánh răng cứng có khả năng chống mòn siêu việt và tuổi thọ của cơ cấu giảm tốc lên tới hơn 12 năm. Rotor và stator của động cơ giảm tốc làm từ tôn cán nguội, loại giảm sinh nhiệt, đắt tiền hơn các loại tôn khác trong thị trường. Khi vận hành, quý vị sẽ thấy nhiệt độ của động cơ giảm tốc rất thấp, đôi khi chạy suốt 24 giờ vẫn dưới 50 độ. Điều này thể hiện sự tiết kiệm điện tuyệt đối và hiệu suất cao. Chúng tôi tự hào là nhà máy motor giảm tốc quy mô bậc nhất châu Á với các thiết bị chế tạo tân tiến của Đức, Nhật, Ý, Đài Loan. Kính mời quý vị tới thăm nhà máy của chúng tôi để tham quan những máy chế tạo giảm tốc tự động trị giá hàng triệu USD. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mọi liên hệ xin gọi số 0901 460 163.